Luật sư của cha mẹ Mai Phương nói gì khi bị bảo mẫu bé La Vi kiện? Luật sư Mai Tiến Luật cho biết anh chưa nhận được giấy tờ từ cơ quan chức năng sau thông báo khởi kiện của bảo mẫu bé La Vi. Trao đổi với Dinh, luật sư Mai Tiến Luật đại diện cha mẹ Mai Phương cho hay anh không bình luận về quyết định khởi kiện của bảo mẫu bé La Vi. Anh cho biết chưa nhận được giấy tờ từ cơ quan chức năng liên quan đến đơn tố cáo của hai chị em họa mi. Việc cô này sử dụng hình ảnh và nội dung tố cáo tôi trên mạng xã hội mới vi phạm pháp luật, anh nói. Trả lời về vấn đề ủy quyền nuôi con của Phùng Ngọc Huy cho hai cô bảo mẫu có hợp pháp hay không, luật sư cho rằng, nếu cô ấy nói tôi sai, hãy chứng minh mình đúng. Nói về việc bảo mẫu của bé La Vi công khai giấy ủy quyền của Phùng Ngọc Huy, luật sư nói, hiện nay mặc dù đã có giấy ủy quyền nhưng cũng phải căn cứ vào quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ nội dung, hình thức ủy quyền. Trước phản ứng của bảo mẫu bé La Vi về việc luật sư và cha mẹ Mai Phương sử dụng hình ảnh người thân, gia đình cô để câu view, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín, Mai Tiến Luật cho rằng bản thân không sai. Trong video không hề có mặt của cha mẹ cô ấy, làm sao nói rằng tôi sử dụng hình ảnh của họ, anh nhấn mạnh. Những ngày qua, việc nuôi bé La Vi sau khi Mai Phương qua đời tiếp tục gây ồn ào trên mạng xã hội. Điều này xuất phát từ một đoạn video của cha mẹ Mai Phương và luật sư đại diện. Trong đoạn video, cha mẹ cố diễn viên Mai Phương đã thể hiện thái độ bức xúc khi chia sẻ không được thăm nom cháu kể từ khi con gái qua đời. Cha mẹ Mai Phương cho hay việc này xảy ra là do hai chị em người giúp việc gửi La Vi sang nhà ông bà nội nhưng không thông báo trước với ông bà ngoại. Theo chia sẻ, vợ chồng bà và luật sư đã đến nhà hai bảo mẫu để gặp cháu nhưng không được. Bà Tâm dẫn chúng tôi đến nhà của hai cô bảo mẫu. Cha mẹ của hai cô này gọi điện, nói đưa La Vi về gặp ông bà ngoại xong cả hai đều từ chối, luật sư nói. Luật sư Mai Tiến Luật cho rằng việc thăm nom La Vi của ông bà ngoại đang bị gây khó khăn, cấm đoán. Ông cho biết, đây là hành vi vi phạm pháp luật, ngăn cản việc thăm nom giữa ông bà và cháu quy định tại Điều 153, Nghị định 167 và Luật Hôn nhân gia đình. Ngay sau vụ việc, phía bảo mẫu của bé La Vi đã viết lên trang cá nhân một bức tâm thư khẳng định những thông tin từ đoạn video là bịa đặt. Cô cho hay sẽ viết đơn thư để kiện luật sư Mai Tiến Luật. Trao đổi với Dinh về những thông tin mà phía cha mẹ Mai Phương chia sẻ, họa mi một trong hai cô bảo mẫu của La Vi cho biết, tôi đã im lặng suốt thời gian qua với mong muốn để La Vi có cuộc sống bình yên. Nhưng bây giờ, ông bà ngoại đã đăng video, ảnh hưởng đến gia đình, danh dự của tôi thì chị em tôi sẽ không im lặng nữa. Tôi sẽ gửi đơn khởi kiện ông bà ngoại, luật sư Mai Tiến Luật vì đã sử dụng hình ảnh gia đình tôi, nói nhiều điều vô căn cứ. Sáng 17 tháng 6, trên trang cá nhân, Phùng Ngọc Huy nhấn mạnh giấy ủy quyền đã được hợp thức hóa bởi lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ. Anh khẳng định việc ủy quyền này được sự tư vấn của luật sư. Sau khi được sự tư vấn của luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, trưởng ban phổ biến giáo dục pháp luật của Hội Luật gia thành phố, tôi đã làm giấy ủy quyền cho hai chị em My chính thức thay mặt tôi để chăm nom, nuôi dưỡng bé La Vi trong thời gian tôi chưa thể về Việt Nam vì giấy tờ bị chậm trễ do tình hình dịch bệnh tại Mỹ. Giấy ủy quyền đã được hợp thức hóa lãnh sự của lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ vào ngày 13 tháng 5 năm 2020, anh cho biết thêm. Mình xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nếu thấy video hay thì cho mình xin một like và một subscribe để mình có động lực làm nhiều video hay hơn nữa.